Thưa quý vị, kể từ ngày 27 tháng 4, Nga sẽ tạm dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria sau khi hai nước này từ chối thanh toán cho công ty Gazprom của Nga bằng đồng rút. Diễn biến này gây lo ngại nghiêm trọng đối với những quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga ở châu Âu. Nhà cung cấp khí đốt lớn nhất Ba Lan cho biết, Gazprom dự kiến ngừng cung cấp khí đốt cho nước này bắt đầu từ 8 giờ ngày 27 tháng 4 theo giờ Trung Âu, tức 13 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, trong khi đó bộ trưởng năng lượng Bulgaria cuối ngày 26 tháng 4 cho biết nguồn cung khí đốt từ Nga thông qua hệ thống đường ống Tuskstream cũng sẽ bị tạm dừng trong ngày 27 tháng 4. Động thái của Nga diễn ra sau thông báo của Ba Lan hôm 26 tháng 4 rằng họ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 50 thực thể và cá nhân Nga, bao gồm Gazprom, công ty khí đốt lớn nhất của Nga, vì việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phía Ba Lan cho biết họ không cần phải dùng đến nguồn nhiên liệu dự trữ và kho khí đốt đang đầy 76%, đồng thời khẳng định Warsaw sẽ đệ đơn kiện vi phạm hợp đồng đối với Gazprom. Không có gì phải lo lắng về tình trạng thiếu khí đốt trong nhà của chúng tôi. Cần chỉ ra rằng chỉ riêng khí tự nhiên hóa lỏng đã cung cấp đủ cho thị trường. Các chiến lược đa dạng hóa phù hợp mà chúng tôi đã đề ra cho phép chúng tôi cảm thấy an toàn trong tình huống này. Nga hiện cung cấp xấp xỉ 55% nhu cầu hàng năm của Ba Lan về khí đốt. Nhưng Warsaw vẫn thúc đẩy EU và các đồng minh phương Tây khác đi xa hơn trong việc trừng phạt Moscow. Trong khi đó, Bulgari từng là đồng minh thân thiết của Moscow và Nga đáp ứng tới hơn 90% nhu cầu của nước này về khí đốt. Song Sofia đã ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Thưa quý vị, Phần Lan và Thụy Điển sẽ cùng lúc nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cụ thể là trong khoảng ngày 16 cho đến ngày 22 tháng 5. Hai lá đơn sẽ chấm dứt nhiều năm dài trung lập của hai quốc gia này, cũng như những tuần lễ đôn đoán kể từ khi Nga bắt đầu đưa quân vào Ukraine. Các chuyên gia cho rằng mọi yếu tố cho việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập đều thuận lợi trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, không phải không có những sức ép. Theo các cuộc khảo sát tại Phần Lan, quốc gia có biên giới dài với Nga, thì số người ủng hộ gia nhập NATO tại quốc gia Bắc Âu này đã ổn định ở mức khoảng 60%. Con số hồi tháng 1 chỉ là 28%. Căng thẳng giữa Nga và các nước Baltic cũng như cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến cho tỷ lệ ủng hộ gia nhập NATO cao như hiện nay. Đúng là trước đây tôi cũng như nhiều người dân Phần Lan khác phản đối việc gia nhập NATO, nhưng giờ tôi nghĩ đây là lựa chọn hợp lý. Với những gì đang diễn ra ở Ukraine, chúng ta không thể biết được liệu Nga có thể sẽ làm những gì. Theo giới chuyên gia, việc Phần Lan gia nhập NATO chắc chắn nhận được phản ứng tiêu cực từ Nga. Từ một nước láng giềng ít gây quan ngại, Phần Lan sẽ trở thành một đối thủ tiềm tàng với Moscow. Cuộc xung đột quân sự gần đây ở Ukraine đã thực sự hồi sinh NATO với tư cách là một liên minh quân sự. Nó đã thực sự thay đổi tính toán chiến lược và nhận thức về mối đe dọa của các nước ngoài NATO như Phần Lan và Thụy Điển. Tại Thụy Điển, Đảng Dân Chủ Xã hội Cầm Quyền có truyền thống phản đối NATO và đề cao sự trung lập. Dù vậy, tình thế có thể đang thay đổi. Hôm 20 tháng 4, tờ báo Avtobladet, cơ quan truyền thông phản ánh quan điểm độc lập của đảng viên dân chủ xã hội, đăng tải một bài viết kêu gọi Stockholm gia nhập NATO. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ trong toàn dân số Thụy Điển đã ở mức 57%, tăng 6% so với số liệu hồi tháng 3. Trước các thách thức an ninh. Bên cạnh tính phương án gia nhập NATO, Thụy Điển cũng đang tính phương án nâng cao năng lực quốc phòng. Stockholm đang dần tăng cường chi tiêu quốc phòng từ mức sấp xỉ 1,1% tổng sản phẩm quốc nội GDP đến 2% GDP. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia duy trì giám sát các ca mắc COVID-19 và ông cho rằng thế giới đang xem nhẹ cách thức virus lây lan do tỷ lệ xét nghiệm đã giảm. Trong tuần vừa qua, WHO nhận được báo cáo về hơn 15.000 ca tử vong do COVID-19, mức theo tuần thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Mặc dù đây là xu hướng đáng hoan nghênh, song khi mà nhiều nước giảm xét nghiệm thì WHO sẽ ngày càng nhận được ít thông tin về cách thức lây lan và giải trình tự. Điều này khiến thế giới ngày càng khó nắm bắt được các mô hình lây truyền và tiến hóa của virus. COVID-19 đã khiến hơn 6 triệu người trên toàn cầu tử vong kể từ khi dịch bệnh này bùng phát vào cuối năm 2019 trong khi nhiều nước đang dần dỡ bỏ những biện pháp phòng dịch và trở về cuộc sống như trước, WHO cho rằng dịch bệnh hiện vẫn chưa kết thúc. Theo người đứng đầu WHO, mối đe dọa về một biến thể mới nguy hiểm là hiện hữu và dù số ca tử vong giảm, con người thì vẫn chưa hiểu rõ hết những hậu quả về lâu dài đối với những người đã khỏi bệnh này. Bắt đầu từ ngày hôm qua ngày 26 tháng 4, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành một đợt xét nghiệm sàng lọc đến gần 90% cư dân nhằm chống lại Omicron, biến thể khiến dịch bệnh bùng phát dữ dội tại Thượng Hải. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng, Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin. Suốt bài học từ phản ứng của Thượng Hải đối với sự bùng phát của Omicron thì Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc chiến nhanh chóng nhằm chống lại biến thể này bằng các biện pháp nghiêm ngặt nhất về quản lý cộng đồng, và các cuộc xét nghiệm axit nucleic lớn nhất từ trước đến nay à, Như các bạn đang thấy thì đằng sau lưng tôi đây Là một điểm xét nghiệm của quận Triều Dương Được đặt ngay tại à, dưới chân tòa nhà Nơi có văn phòng của cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam à, Cũng giống như tất cả những người nước ngoài đang làm việc tại đây Thì các phóng viên của VOV cũng phải tham gia cuộc xét nghiệm hàng loạt này à, Đợt xét nghiệm này là lần thứ hai trong 3 đợt kéo dài đến ngày 29 tháng 4 và xen kẽ giữa các đợt xét nghiệm của quận Triều Dương một quận lớn nhất Bắc Kinh thì còn 3 đợt xét nghiệm khác cũng được tiến hành tại 10 quận còn lại và khu phát triển kinh tế công nghệ thành phố từ ngày 26 đến 30 tháng 4 Mặc dù cho đến nay thì số ca dương tính tại Bắc Kinh mới chỉ trên 90 trường hợp liên quan đến 8 quận trong 5 ngày thấp hơn nhiều các quốc gia khác trên thế giới Nhưng giới chức y tế địa phương đã quyết định làm xét nghiệm hàng loạt cho gần 20 triệu dân chiếm 90% dân số à, Điều chưa từng thấy khi dịch bùng phát tại đây Động thái mở rộng phạm vi xét nghiệm cho thấy là Bắc Kinh không muốn lặp lại vết xe đổ của Thượng Hải, nơi chờ khoảng một tháng và hơn 1.000 ca nhiễm mới mới phát động lấy mẫu toàn thành phố vào đầu tháng 4. Hôm qua thì Bắc Kinh đã bắt đầu cho đóng cửa một số phòng tập thể dục, nhà hát và các địa điểm du lịch. Chính quyền thành phố cũng khuyến nghị các công ty làm việc từ xa, đồng thời đình chỉ các hoạt động đông người như là các buổi biểu diễn, sự kiện thể thao và hội trợ thương mại. Các khóa đào tạo ngoại tuyến và công việc trang trí nội thất cũng bị đình chỉ cho đến khi hoàn thành 3 vòng xét nghiệm. Người dân Bắc Kinh được khuyến cáo là nên ở lại thành phố trong dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 sắp tới, cũng như là giảm bớt các cuộc tụ tập và tiệc tùng. tình trạng người dân Bắc Kinh đổ xô đến các khu chợ và siêu thị xếp hàng dài để tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng đã không còn sau ngày đầu chính quyền ra thông báo về việc xét nghiệm. tuy nhiên thì sau khi chính quyền thành phố siết chặt các biện pháp chống dịch thì đường phố Bắc Kinh đã bớt nóng nhiệt hơn và các nhà hàng cũng ít tâm đập hơn. Bích Thuận, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Thưa quý vị, đại diện cơ quan phân phối khí đốt Ba Lan thông báo việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Ba Lan sẽ bị chấm dứt từ ngày 27 tháng 4 sau khi chính quyền Warsaw từ chối yêu cầu về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rút của Nga. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh Ba Lan sẽ có các biện pháp trước động thái này và nước này đã có sự chuẩn bị để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt của mình. Hiện Ba Lan đã lên phương án nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng từ Qatar và chờ đường ống Baltic dẫn khí đốt tự nhiên khai thác từ các mỏ khí đốt ở biển Bắc của Na Uy sắp hoàn thành. Warsaw kỳ vọng rằng vào cuối năm 2022 sẽ hoàn toàn độc lập khỏi các nguồn năng lượng của Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho châu Âu nếu các quốc gia thù địch, trong đó bao gồm tất cả các thành viên thuộc Liên minh châu Âu-EU, không thanh toán hợp đồng mua khí đốt bằng đồng rút nếu không thanh toán bằng đồng rút theo yêu cầu của nga thì đầu tàu kinh tế lớn nhất là khối EU là Đức có thể phải đối mặt với kịch bản nguồn cung khí đốt này bị đứt gãy có thể là xuất phát từ lệnh cấm vận của EU hoặc là Moscow chủ động dừng cung ứng giới kinh tế và chuyên gia phân tích nhận định không có khí đốt của nga thì Châu Âu sẽ phải đối mặt với tình cảnh sử dụng luân phiên khí đốt suy thoái kinh tế và giá năng lượng tăng các vượt mã các bước đỉnh đang thiết lập gần đây Trước khi đưa ra quyết định đồng ý thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, EU đã từ chối đáp ứng yêu sách của Nga về thanh toán bằng đồng rúp. Moscow cũng không đóng van khí đốt sang châu Âu tức thời sau hạn chót đưa ra là ngày 1 tháng 4. Nguyên do là bởi khí đốt mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho Nga và các khoản thanh toán cho hợp đồng sau thời hạn mùng 1 tháng 4 phải đến cuối tháng hoặc đầu tháng 5 mới hết hạn. Tuy nhiên, điểm Kremlin vẫn phát đi tín hiệu cho biết thanh toán khí đốt bằng đồng rúp chỉ là điểm khởi đầu. Nga sẽ áp dụng hình thức này với các sản phẩm hàng hóa, nguyên liệu thô khác. Giới phân tích và chuyên gia hoạt động trong ngành ngân hàng năng lượng tại Đức nhận định, nếu Nga ngừng cấp khí đốt, thành viên EU hứng chịu tổn thất lớn nhất không ai khác chính là Đức, đầu tàu kinh tế của khối, nguy cơ lớn nhất khi đó sẽ là việc Đức phải áp dụng chính sách sử dụng khí đốt luân phiên, suy thoái kinh tế. Đối với châu Âu, tác động lan tỏa, dây chuyền từ suy thoái kinh tế Đức là điều dễ nhận thấy bởi hiệu ứng tuyết lở từ rắn năng lượng leo thang sẽ kéo hầu hết các nền kinh tế EU vào suy thoái, đỉnh đốn. Nga đáp ứng 50% nhu cầu tiêu thụ khí đốt tại Đức, nhiều ngành kinh tế tại Đức sử dụng khí đốt và khoảng 50% hộ gia đình ở Đức cũng sử dụng mặt hàng nhiên liệu này để sưởi ấm. Cuộc chiến tại Ukraine đã làm phát lộ yếu điểm của Đức, nước dễ bị tổn thương trước nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Châu Âu hiện đã ban hành lệnh trừng phạt đối với mặt hàng than của Nga nhưng vẫn chia rẽ sâu sắc về khả năng áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ. Riêng với khí đốt của Nga, EU thậm chí còn chưa từng khởi động thảo luận nghiêm túc về vấn đề này. Gần đây đại diện nhiều ngành công nghiệp tại Đức đã cảnh báo tác động tiêu cực về khả năng cạnh tranh, hoạt động của doanh nghiệp và rộng hơn là đối với nền kinh tế mà một lệnh trừng phạt khí đốt chống Nga gây ra. Lệnh cấm hoàn toàn năng lượng Nga sẽ đẩy các doanh nghiệp Đức vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Một dự báo do Viện Kinh tế đầu ngành của Đức cho biết, lệnh cấm vận năng lượng hoàn toàn của EU sẽ kích hoạt một cuộc suy thoái mạnh ở Đức, khiến sản lượng kinh tế giảm 2,2% trong năm tới và xóa sổ hơn 400.000 việc làm. Ngân hàng Trung ương Đức mới đây cũng cảnh báo một lệnh cấm vận khí đốt toàn diện nhằm vào Nga từ EU có thể sẽ khiến GDP của Đức suy giảm 5% trong năm nay với mức tổn thất về sản lượng kinh tế ước tính khoảng 165 tỷ euro, tương đương 178 tỷ đô la Mỹ. Đòn trừng phạt này sẽ kích hoạt giá năng lượng leo thang, đẩy Đức vào thời kỳ suy thoái sâu nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Theo một nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, hầu hết người dân ở nước này, bao gồm cả trẻ em, hiện đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo CDC, thì có rất nhiều người mắc COVID-19 do biến thể Omicron trong mùa đông vừa qua, tới mức gần 60% người dân ở Mỹ hiện có kháng thể chống lại virus trong máu của họ. Con số đó thậm chí còn cao hơn đối với trẻ em, với gần 75% trẻ em từ 11 tuổi trở xuống có kháng thể chống lại virus. Khoảng 1,5% dân số Mỹ sống trong các cộng đồng có tỷ lệ lưu hành COVID-19 cao vào thời điểm hiện tại, với 6,5% ở các khu vực có tỷ lệ lưu hành trung bình và phần còn lại 92% trong các cộng đồng có mức độ COVID-19 thấp. Giới chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã yêu cầu 3,5 triệu cư dân và lao động tại quận Triều Dương xét nghiệm COVID-19 3 lần trên một ngày. Lo ngại về việc Bắc Kinh sẽ đóng cửa do COVID-19 đã làm dấy lên một làn sóng mua bán tích trữ nhu yếu phẩm của dân cư tại đây. Tại Bắc Kinh, đường phố vắng lặng và nhà hàng ít tấp nập hơn bình thường. Giới chức Trung Quốc đang hy vọng có thể tránh được những gì đã xảy ra ở Thượng Hải, nơi ban đầu không muốn phong tỏa nhưng cuối cùng phải phong tỏa toàn phần. Bước vào tuần thứ tư, lệnh phong tỏa Thượng Hải gây ra tình trạng thiếu thực phẩm khi hoạt động vận chuyển hàng hóa bị trì trệ. Không muốn rơi vào tình trạng tương tự, tại Bắc Kinh, cư dân đổ xô đến các siêu thị để mua thực phẩm dự trữ. Người dân lo lắng vì dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng như ở Thượng Hải. Theo quan điểm của tôi, tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh vẫn có thể kiểm soát được, Tôi tin rằng các chính sách kiểm soát của Bắc Kinh thận trọng và chặt chẽ hơn. Các chuỗi siêu thị lớn cho biết họ đã tăng gấp đôi hàng tồn kho và nới giờ mở cửa. Hình ảnh mọi người đẩy những chiếc xe đẩy hàng chất đầy thực phẩm diễn ra ở nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm. Bắc Kinh cũng đã đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với việc ra vào thành phố. Các du khách từ bên ngoài được yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ để được vào thành phố. Đến năm 2030, thế giới có thể phải đối mặt với 1,5 thảm họa thiên tai mỗi ngày, 560 thảm họa trong năm, khi con người đang đẩy mình rơi vào vòng xoáy tự hủy diệt do khí hậu trái đất ấm lên và việc phất lờ các rủi ro kéo theo hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo. Đây là kết luận được văn phòng Liên hợp quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai đưa ra trong báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2022, công bố hai năm một lần. Theo báo cáo được đưa ra vào ngày 25 tháng 4, Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, trong hai thập niên qua, mỗi năm thế giới ghi nhận từ 350 tới 500 thảm họa thiên tai, từ mức trung bình cho đến nghiêm trọng. Con số này nhiều gấp 5 lần so với mức trung bình trong 30 năm trước. Tần suất và mức độ xảy ra thảm họa trong 5 năm qua đã cướp đi sinh mạng và ảnh hưởng đến nhiều hơn so với 5 năm trước đó và có thể đẩy thêm 100 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói vào năm 2030, trong đó có 37,6 triệu người rơi vào cảnh nghèo cung cực. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các thảm họa do hạn hán, nhiệt độ cực đoan và lũ lụt kinh hoàng có thể xảy ra với tần suất cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, các chính phủ đã đánh giá thấp tác động thực sự của các thảm họa này đối với sinh mạng, sinh kế của con người, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc gia tăng mạnh các thảm họa trên toàn cầu là do những nhận thức sai lầm của con người về các nguy cơ. Điều này kéo theo các quyết định về chính sách, tài chính và phát triển làm tăng thêm rủi ro và đẩy con người đối mặt với nguy hiểm. Việc nâng cao báo động bằng cách nói ra sự thật không chỉ cần thiết mà còn rất quan trọng. Hành động trước khi một thảm họa tàn phá sẽ ít tốn kém hơn là đợi cho đến khi nó kết thúc để ứng phó. Thống kê cho thấy thảm họa thiên tai trên thế giới đã thổi bay 170 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong suốt 10 năm qua. Thiệt hại chủ yếu xảy ra ở các nước có thu nhập thấp hơn, trung bình mỗi năm mất 1% tổng sản phẩm quốc nội, cao hơn nhiều so với mức chỉ 0,1 đến 0,2% mà các nước giàu hơn phải gánh chịu. Mặc dù các nước đã cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tính công nghiệp theo mục tiêu hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đề ra, song phần lớn các nước đều không đạt được tiến bộ đáng kể trong vấn đề này. Năm ngoái, lượng khí thải CO2 đã tăng mạnh sau thời gian suy giảm do đại dịch Covid-19 làm gián đoạn nhiều hoạt động xã hội trên toàn cầu.